Chào quý vị và các bạn. Chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tin nóng hiện nay. Vụ việc từ thiện xôn xao mạng xã hội cũng vì việc làm từ thiện của một cá nhân hay của một tổ chức có đủ khả năng tài chính, nhưng hầu như là bên khu vực Tây Nguyên, người bán địa không có nhà hậu tâm nào ngọ tới hay hỗ trợ thật là đáng buồn. Tại vì khu vực Tây Nguyên bán địa hiện nay đi lao động công ty Trung Cộng tại Bình Dương hay khu vực Sài Gòn cũng bị kẹt lại do bởi Covid-19. Thành ra họ ở lại cùng công xong, về cũng không được. Chính quyền nói, hứa thì không mỏi miệng, người dân đợi mỏi hết cả đói rồi. Hôm ngày 29 tháng 5 năm 2021 vừa qua, bà Phương Hằng, Nguyễn Phương Hằng ra thông báo hoãn buổi phát trực tiếp, buổi nói chuyện như dự định vì có công văn từ Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị ra quét nội dung vi phạm pháp luật trên không trên không gian mạng. Cuộc chiến chúng ta đến đây nên dừng lại, mọi thứ hãy để pháp luật giải quyết. Và tôi tin pháp luật là một trong những cái chúng ta cần thượng tôn và tuân thủ. Bà Nguyễn Phương Hằng cho hay và bày tỏ cảm ơn tới công an của Bộ Thông tin và Truyền thông. Bà Nguyễn Phương Hằng cho rằng văn bản của bộ ra ngày 28 tháng 5 rất có lợi cho bản thân vì không còn ai chia mũi dùi vào bà và gia, đình nữa. Tôi sẽ trở lại vì không ai cấm tôi lên công chúng. Tôi sẽ trở lại để chia sẻ với quý vị về cuộc sống và hạnh phúc gia đình. Và các talk show tôi làm từ trước, bà Hàng nói. Trong bài phát biểu gần một tiếng đồng hồ, ông Huỳnh Uy Dũng khẳng định bà Hằng đầu tiên là nạn nhân của ông Võ Hoàng Yên, sau đó lại trở thành nạn nhân của truyền thông mạng xã hội khi đứng ra vạch mặt thần y chữa bệnh giỏm. Bà Nguyễn Phương Hằng vào chiều 30 tháng 5 năm 2011 bất ngờ xuất hiện trong những phút cuối của buổi nói chuyện của chồng. Cuối chồng bà là cựu đại biểu Quốc hội khóa 10 Huỳnh Uy Dũng, Dũng Lò Vùi, đồng thời tuyên bố cuộc chiến đến đây nên dừng lại. Bà Hằng gây dồn sao dư luận rằng gần đây khi buổi nói chuyện trực tiếp trên Facebook và YouTube hôm 25 tháng 5 thu hút gần nửa triệu lượt xem cùng lúc. Khi đề cập tới chuyện nghệ sĩ Hai Hoài Linh, người đang bị dư luận chú ý về khoản tiền từ thiện lên đến 14 tỷ Việt Nam đồng, chậm chế không trao cho người dân chủ khu du lịch Đại Nam, Bình Dương bị phạt 7,5 triệu Việt Nam đồng hồi tháng 4 do bị cho thông tin sai sự thật. Việc cán bộ tỉnh Bình Thuận bao che cho ông Võ Hoàng Yên. Tổng biên tập báo điện tử VOV thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam truyền thông chính quyền Việt Nam hôm ngày 14 tháng 6 vừa qua cho báo chí trong nước biết trang website của báo này đã bị liên tục tấn công từ ngày 13 tháng 6, sau khi báo này đăng tải hai bài viết chỉ trích bà Nguyễn Phương Hằng vì những nội dung được bà này đưa lên mạng xã hội của các live stream truyền thông nhà nước, trích nguồn tin từ lãnh đạo cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm, sử dụng công nghệ cao A45 Bộ Công an xác định thông tin về về đã gửi công an đề nghị công an vào cuộc điều tra và hiện Bộ Công an đã tiến hành điều tra, làm rõ nhóm đối tượng có liên quan. Theo ông Ngô Triệu Phong, tổng biên tập VOV vào ngày 12 tháng 6 vừa qua, VOV đã đăng tải hai bài viết về bà Nguyễn Phương Hằng, vợ ông Huỳnh Uy Dũng, là một ông chủ lớn khu du lịch Đại Nam, gồm bà Phương Hằng với các livestream lệch chuẩn đã đến lúc cần xử lý nghiêm khắc và không thể cho mình quyền xúc phạm bất kỳ ai trên mạng. Theo truyền thông nhà nước, trang web của VOV đã bị một số người sử dụng tài khoản ảo để tấn công, trong đó đỉnh điểm là tấn công DDoS từ chối dịch vụ, tấn công fan của báo gửi email xúc phạm các nhân vật đã trả lời phỏng vấn, xúc phạm phóng viên viết bài bằng những tin nhắn đe dọa, thóa mạ theo ông Ngô Triệu Phòng, các bài viết ghi chép khách quan, ý kiến các chuyên gia không chụp mũ, không thể hiện quan điểm chủ quan của tác giả, tòa soạn nội dung chung của hai bài báo này là không thể lợi dụng mạng xã hội, livestream để xúc phạm nhân phẩm, danh dự của người khác. Bà Nguyễn Phương Hằng thời gian qua đã có nhiều lần thực hiện các livestream trên Facebook và YouTube các livestream của bà đã thu hút cả triệu lượt người theo dõi và được coi là mức kỷ lục ở Việt Nam. Trong một số những livestream của mình, bà Hằng đã nói về các diễn viên và người nổi tiếng của Việt Nam, đặc biệt là vụ danh danh hài Hoài Linh chậm trễ trong việc giải ngân khoảng 14 tỷ Việt Nam đồng cứu trợ cho người dân bị lũ lụt ở miền Trung hồi năm ngoái. Sau một loạt những livestream này của bà Hằng, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác quản lý, xử lý theo thẩm quyền những nội dung vi phạm pháp luật trên không gian mạng, xử lý những người mà Bộ xác định là vi phạm trên địa bàn. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng hôm 14 tháng 6 vừa qua cũng có bài phát biểu kêu gọi làm sạch không gian mạng. Ông Hùng nói, nhiều khoảng trống đang tồn tại trên không gian mạng và đang bị lợi dụng rất nhiều cá nhân và tổ chức đang bị tổn thương trên không gian mạng và nỗi đau. Nỗi đau này là trách nhiệm đầu tiên trước hết thuộc về Bộ Thông tin. Ai cũng biết rằng bà Nguyễn Phương Hằng giàu cỡ nào. Bà Hằng hiện tại được biết tới với chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần Đại Nam. Thời gian vừa qua, CEO Nguyễn Phương Hằng đã trở thành cái tên được chú ý nhất qua hàng loạt những livestream khống thu hút tới hơn 400.000 lượt xem trực tiếp trên trang Facebook cá nhân. Bên cạnh đó, bà Hằng cũng gây chú ý với khối tài sản khủng theo chia sẻ của bà Hằng trong buổi livestream tài sản của bà Kim Cương và sổ đỏ tính bằng cân. Bà Nguyễn Phương Hằng thường xuyên đi những chiếc xe 40 đến 50 tỷ Việt Nam đồng. Nếu nói về tài sản thì 500-700 triệu đô la duyết đi đến 1 tỷ duyết đi mỗi lần tôi xuất hiện sẽ có một bộ trang sức khác kim cương của tôi lên đến hàng ký luôn tất cả các hiệu kim cương ở nước ngoài đều biết mặt tôi hết tôi đi những chiếc xe 40 50 chục tỷ Việt Nam đồng có đến vài chiếc là chuyện bình thường thôi tôi ở bao nhiêu căn nhà mặt tiền sau đó tôi cân khí nhưng tôi chưa bao giờ đem điều đó ra tự hào bà hàng nói đầu tháng 5 năm 2020, bà Hằng thay chồng giữ chức tổng giám đốc điều hành CEO của Đại Nam, công ty cổ phần Đại Nam, tiền thân là công ty cổ phần phát triển khu công nghiệp Thành Lễ, được thành lập tại quyết định số 003853 do Ủy ban nhân dân tỉnh Sông Bé, nay là tỉnh Bình Dương, cấp ngày 21 tháng 3 năm 1996. Công ty cổ phần Đại Nam hoạt động kinh doanh đa ngành nghề, trong đó chức năng chính là xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp, khu dân cư, khu du lịch. Tháng 1, 1999, Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp Thành Lễ được đổi tên là Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp Sóng Thần. Đến tháng 4, 2007, Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp Sóng Thần tiếp tục đổi tên thành Công ty Cổ phần Đại Nam. Công ty này có địa chỉ chính tại số 1765A, Đại lộ Bình Dương, khu phố 1, phường Hiệp Ban, thành phố Thủ Dầu, 1, tỉnh Bình Dương. Bà Nguyễn Phương Hằng, tên thật là Nguyễn Thị Thanh Tuyền, vợ ông Huỳnh Uy Dũng hay còn được gọi là ông Dũng Lò Bồi. Bà Hằng là người rất nổi tiếng trong giới doanh nhân. Bà Hằng là Việt Kiều Canada, được nhiều người biết đến với biệt danh Hằng Canada. Đại Nam, cũng là một trong những doanh nghiệp đầu tiên thí điểm đầu tư xây dựng kinh doanh khu vực công nghiệp tại tỉnh Bình Dương, là chủ đầu tư của hai khu công nghiệp trọng điểm là khu công nghiệp Sóng Thần 2 và khu công nghiệp Sóng Thần 3 xếp vào hàng những khu công nghiệp lớn nhất tỉnh Bình Dương. Trường đua Đại Nam có diện tích khoảng 60 ha nằm ngay tại khu du lịch, trong đó có khoảng 30 ha dành để làm bãi xe, có mái che và khán đài cho khách ngồi xem với sức chứa từ 50.000 người đến 60.000 khán giả. Bao gồm các hạng mục như đua ngựa, đua chó, đua mô tô, phân khối lớn, đua xe địa hình, đua mô tô nước với đường đua thiết kế có chiều dài khoảng 1.500 m. Trong năm 2020, nguồn thu từ tiền sử dụng đất phát sinh từ một số dự án lớn đã giúp tăng thu đột biến trong tổng thu ngân sách ở tỉnh này. Chỉ riêng công ty cổ phần Đại Nam đã nộp tiền sử dụng đất 1.234 tỷ Việt Nam đồng. Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng yêu cầu bà Hằng phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm. Theo tuổi trẻ online, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã nhận đơn tố cáo của ông Huỳnh Minh Hưng, tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng là Tổng Giám đốc Công ty Đại Nam về hành vi làm nhục người khác, vu khống và đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng, máy tính, mạng điện thông. Đàm Minh Hưng cho rằng trong thời gian qua, bà Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng các tính năng của mạng xã hội phát sóng trực tiếp và sử dụng ngôn ngôn ngữ phản cảm, tục tiểu để xuyên tạc, chửi rủa, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhiều cá nhân, ca sĩ diễn viên, công khai chỉ trích, cáo buộc nhiều người lừa đảo ăn chặn tiền từ thiện của dân với lời lẽ cày cú đã kích mọi người khi chưa có bất kỳ kết luận nào từ cơ quan thẩm quyền về những cáo buộc của bà hằng đàm vĩnh hưng bà hằng đã chửi bới xúc phạm nghiêm trọng danh dự nhân phẩm của ông bằng những lời lẽ thô tục bạo lực và lăng bạ thậm tệ bịa đặt loan truyền thông tin sai sự thật khi cáo buộc ông ăn chặn tiền từ thiện bỏ túi hơn một nửa số tiền 96,8 tỷ Việt Nam đồng lừa đảo, ăn cướp tiền của công chúng, ăn hối lộ, câu kết mua giải trong cuộc thi The Voice phản động. Đàm Vĩnh Hưng còn tố cáo bà Hằng ngang nhiên công khai hóa thông tin cá nhân của ông về giới tính, tình cảm với những lời lẽ miệt thị, chà đạp xúc phạm. Sau mỗi lần bà Hằng phát sóng trực tiếp, nhiều người đã lập hội nhóm trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, YouTube, Blogger để đăng tải lại các nội dung bà Hằng, phát ngôn, thậm chí cắt ghép các hình ảnh của ông và đặt tiêu đề phản cảm để bôi nhọ, nói xấu lăng mạ nhân phẩm của ông, nhiều tài khoản ảo đăng nhập vào trang cá nhân, gọi điện, nhắn tin quấy rối ngày đêm, chửi bới, làm cho cuộc sống của ông bị xáo trộn và tinh thần bị suy sụp. Tôi đang sống trong sự hoang mang, lờ lắng bất an trước sự ngông cuồng coi thường pháp luật của bà Hằng và một số thành phần trên cộng đồng. Quá khích đã tin tưởng vào những điều mà bà Hằng phát ngôn. Hành vi của bà Hằng không chỉ vi phạm thuần phong mỹ tục, văn hóa đạo đức của dân tộc Việt Nam, gây bức xúc trong dư luận xã hội, tiềm ẩn sự kích động, gây bạo loạn, ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội mà còn trái với quy định của pháp luật và có dấu hiệu cấu thành tội làm nhục người khác. Tội vu khống, tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng, máy tính, mạng viễn thông của bộ luật hình sự. Mặc dù tôi đã cố gắng trấn đàn dư luận nhằm bảo vệ hình ảnh của một người nghệ sĩ chân chính mà tôi đã xây dựng suốt hơn 20 năm qua, nhưng cũng không thể ngăn được làn sóng tẩy chay của những người mến mộ và cả những người quen biết của tôi. Ông Hưng nêu trong đơn, hành vi không khai chửi bới người khác của bà Hằng vô cùng nguy hiểm đối với cá nhân tôi nói riêng, đối với toàn thể các anh em nghệ sĩ nói chung và nguy hại đến nhận thức văn hóa của người tham gia mạng xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ hiện nay đang có cái nhìn lệch lạc về các chuẩn mực đạo đức xã hội. Ông Hưng nêu trong đơn, ông Hưng khẳng định rằng những phát ngôn ăn chặn từ thiện của bà Hằng là hoàn toàn bịa đặt. Ông không ăn chặn tiền từ thiện, không bỏ túi hơn một nửa số tiền trên 16, 8 tỷ Việt Nam đồng, không lừa đảo, ăn cướp tiền của công chúng, không cấu kết để mua giải cuộc thi The Voice. Và cũng không phản động như bà Hằng vu khống tôi. Ông Hưng cho biết hậu quả từ việc bà Hằng nói về ông lan truyền manh trên mạng xã hội đã dần đến việc các đối tác ký hợp đồng quảng cáo đã đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu ông bồi thường thiệt hại cho những nhãn hàng ông đang đại diện Ngoài ra các sản phẩm âm nhạc của ca sĩ này trên kênh YouTube cũng nhận được rất nhiều bình luận khiếm nhã, dung tục với ngôn từ bạo lực. Bà Hằng có địa chỉ thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh nên cơ quan cảnh sát điều tra công an Thành phố Hồ Chí Minh có thẩm quyền điều tra giải quyết tin tố giác tội phạm này. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.